chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo U23 Myanmar với U23 Việt Nam 19 giờ ngày 13 tháng 5 năm 2022, bảng A bóng đá nam SEA Games 31. U23 Việt Nam đã bắt đầu hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games theo cách không thể ấn tượng hơn khi đè bẹp đối thủ lớn nhất ở bảng đấu, đồng thời cũng là nhà đương kim Á quân Indonesia 3 bàn không gỡ. Mặc dù vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã không thể duy trì đà hưng phấn và bất ngờ để cho U23 Philippines cầm hòa không bàn thắng ở lượt đấu thứ hai. Dù đó chưa phải điều gì quá thảm họa nhưng đã phần nào phơi bày được những hạn chế của U23 Việt Nam. Về mặt lực lượng, có thể thấy rõ sự chênh lệch đáng kể giữa đội hình chính và dự bị, giữa các cầu thủ trên 23 tuổi và những người đàn em. Về lối chơi, dù kiểm soát bóng vượt trội nhưng số cơ hội thực sự nguy hiểm mà U23 Việt Nam tạo ra về phía cầu môn của U23 Philippines chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trước lối đá phòng ngự số đông có phần tiêu cực của đối thủ, binh đoàn rồng vàng đã hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng. Nhưng nếu nhìn theo chiều hướng tích cực, một cú sẩy chân từ sớm sẽ giúp U23 Việt Nam tránh được sự tự mãn cũng như nhìn ra được những vấn đề cần khắc phục để hướng đến hành trình dài phía trước. Trở lại thi đấu sau quãng nghỉ 5 ngày, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ mang đến một màn trình diễn đúng với đẳng cấp của nhà đương kim vô địch. Về lý thuyết, đối thủ sắp tới của U23 Việt Nam là U23 Myanmar không được đánh giá quá cao tại SEA Games này. Thế nhưng, U23 Myanmar đã khiến giới mộ điệu phải việt vị bằng cách giành toàn 6 điểm tối đa ở hai lượt đấu đầu tiên để độc chiếm ngôi đầu bảng A. Sau khi nhọc nhằn vượt qua U23 Đông Timor ở những phút bù giờ cuối cùng, 3-2, U23 Myanmar tiếp tục gieo sầu cho U23 Philippines với tỷ số tương tự. Tuy nhiên, tính chất bắc cầu không hề tồn tại trong bóng đá và việc U23 Myanmar hạ gục được U23 Philippines không đồng nghĩa là họ sẽ giành được một kết quả có lợi trước đội chủ nhà U23 Việt Nam. Ở hai trận đấu vừa qua, U23 Myanmar ghi được 6 bàn thắng nhưng đã phải chịu tới 4 bàn thua. Có thể thấy, hàng thủ của U23 Myanmar thi đấu rất hớ hênh khi để cho một đội bóng lót đường như U23 Đông Timor chọc thủng lưới tới 2 lần. Trước một U23 Việt Nam nhỉnh hơn về mọi mặt, e rằng lối chơi phóng khoáng sẽ khiến U23 Myanmar phải trả giá. Tuy nhiên, để bảo vệ ngôi đầu bảng, khả năng cao U23 Myanmar sẽ chơi phòng ngự chủ động và chờ thời cơ để phản công. Với kèo châu Á Việt Nam chấp 1.75 khá cao, anh em nên cân nhắc kèo dưới. Chốt kèo châu Á, U23 Myanmar được chấp 1.75 full time. Vào cuối tháng 11 năm ngoái, U23 Việt Nam đã hạ gục U23 Myanmar với tỷ số tối thiểu 1-0 để có lần thứ tư liên tiếp giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á. Đó là trận đấu mà U23 Việt Nam đáng ra đã có thể thắng đậm nếu tận dụng tốt những cơ hội tạo ra. So với thời điểm ấy, sức mạnh của U23 Việt Nam lúc này đã gia tăng đáng kể nhờ sự góp mặt của những cầu thủ trên 23 tuổi. Cùng việc được thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ nước nhà, U23 Việt Nam hứa hẹn sẽ có màn trình diễn bùng nổ để giành trọn 3 điểm. Với kèo châu Âu, anh em nên cân nhắc U23 Việt Nam. Chốt kèo châu Âu, U23 thắng. Bước vào trận đấu này cùng 6 điểm làm vốn, U23 Myanmar nhiều khả năng sẽ mang đến bộ mặt hoàn toàn trái ngược so với hai lượt trận đầu tiên. Đối diện U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn, U23 Myanmar chẳng dạy gì chơi tấn công như đã thể hiện trước U23 Đông Timor và U23 Philippines. Nếu không có gì bất ngờ, U23 Myanmar sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu để hạn chế tối đa sự hưng phấn của các cầu thủ chủ nhà. Đây là lý do để tin rằng 90 phút sắp tới sẽ khó xuất hiện cơn mưa bàn thắng. Tuy nhiên, nếu U23 Việt Nam chơi tấn công mà không hiệu quả, rất có thể sẽ dính đòn phản công đến từ Myanmar. Với kèo tài xỉu 3.0, anh em nên cân nhắc cửa tài. Chốt kèo tài xỉu 3.0 chọn tài full time. Chốt kèo, kèo châu Á, U23 Myanmar được chấp 1.75 full time. Kèo châu Âu, U23 Việt Nam thắng. Kèo tài xỉu 3.0 trái chọn tài full trận. Dự đoán tỷ số U23 Myanmar 1 U23 Việt Nam 2. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.